Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 tháng 6 âm lịch năm 2022. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ không ai là người không muốn biết trước số mệnh của mình là tốt hay như thế nào. Làm việc gì cũng mong được thuận buồm xuôi gió và cuộc sống lúc nào cũng khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm êm, không cần phải lo nghĩ về tiền. Thưa quý vị, số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khác nhau. Nhưng trong đó, việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số, số trời sinh đã mang mệnh phú quý trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này? Đương nhiên, đó chính là quý vị gia chủ tuổi Quý Mão. Họ chỉ cần sống chân thành sẽ nhận được phúc đáp, hưởng cuộc sống thập toàn, thập mỹ đủ đầy. Và như quý vị đã biết thì cuộc sống con người chúng ta sợ nhất chính là cảnh nợ nần, túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh thì ai cũng có vận mệnh riêng và những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng đều phải vượt qua. Tử vi số mệnh trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này sẽ có mệnh chủ là số hưởng, mặc dù họ đã từng có số bôn ba vất vả và thậm chí là nợ nần túng thiếu trong năm 2021 Tân Sửu. Nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 6 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ, vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, sáng lạn, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta tìm hiểu về vận trình của những người tuổi Mão sinh năm 1963 trong tháng 6 âm lịch ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Quý Mão mệnh Kim Bạch Kim, tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp với người thân. Họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn bản lĩnh. Trong cuộc sống và công việc họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió thử thách. Khí kim lạnh lùng, sát phạt tiêu điều nên tâm lý của họ ít hợp với người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí hơn tình cảm. Quý Mão là người trung thành, họ trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng chức vụ được giao, bền vững trong tình bạn, rất trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường. Họ đã hứa là sẽ cố gắng thực hiện. Quý Mão sinh năm 1963 là người tinh tế, gần gũi, lịch sự và quý phái. Họ thường gây ấn tượng với người khác bằng sự duyên dáng, nhạy cảm của mình. Trong tình yêu và các mối quan hệ của họ rất cầu toàn. Tuổi Quý Mão rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, biết lắng nghe và thậm chí là chấp nhận thua cuộc để có thể đổi lấy sự hòa giải. Chính vì vậy họ có rất ít kẻ thù. Trong tháng 6 âm lịch năm 2022, người tuổi Mão sinh năm 1963 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng và nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, khiến cho bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp đinh âm hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Quý Mão nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu vẫn còn đang làm việc, công việc gặp nhiều trở ngại và khó đạt được thành quả như mong muốn, khó khăn thường đến rất bất ngờ khiến cho bạn loay hoay tìm cách xoay sở và tốn rất nhiều công sức, thời gian. Có kẻ tiểu nhân quấy phá, cạnh tranh tăng lên, dẫn đến đấu đá hoặc là loại trừ nội bộ. Mối quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc và dễ dàng phạm thị phi, tranh chấp. Vì thế làm gì cũng cần có phương án dự phòng, chú ý cách cư xử của mình để tránh bị phá hoại dẫn đến thất bại. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Quý Mão để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Xem tử vi tháng này, hung thần mang theo điềm báo thất thoát về tiền bạc, hao tài tốn của khá nhiều. Đa phần tuổi Quý Mão phải chi tiêu nhiều cho gia đình, anh em họ hàng, bạn bè, chứ bản thân mình thì lại hầu như là không có. Ngoài ra thì họa thị phi đeo bám cũng hao tốn của bạn một khoản không nhỏ. Tháng này cũng không thích hợp để tham gia vào các dự án bất động sản, không nên mua nhà hoặc đầu tư vào thời điểm này. Nguy cơ mất tiền là rất lớn, cần chú ý sắp xếp thỏa đáng chuyện tiền bạc, bởi kiếm tiền thì khó, tiêu tiền thì lại rất dễ. Ở độ tuổi này không có nhiều sự lựa chọn, nên lấy tích lũy làm trọng. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của mọi người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi, không mong muốn, và nếu ai đó có hỏi về thu thập hay là tiền bạc thì bạn hãy lờ đi, bởi vì đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những quý vị gia chủ tuổi Quý Mão tháng này có rất nhiều điểm cần lưu ý. Dễ thấy nhất đó là có nhiều thời điểm trong tháng gia chủ dễ bị đau yếu, lâm bệnh, cản trở sinh hoạt, dễ gặp phải các vấn đề về đường tiêu hóa hay tổn thương mô cơ, bệnh về tim mạch, mạch máu não. Ngoài ra thì cũng nên đề phòng một số chấn thương, tai nạn do tác động từ bên ngoài và tốt hơn là nên đi đứng cẩn thận. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng thì bạn nên gác công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay. Chớ nên để kéo dài khiến cho bệnh ngày càng trở nặng. Các quý vị gia chủ tuổi Quý Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng tốt nhất cho quý vị gia chủ tuổi Quý Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong tháng này của gia chủ gặp nhiều bấp bênh sóng gió, gia đạo bất ổn, vợ chồng thường cãi nhau vì những vấn đề nhỏ, lớn, khiến cho gia đình có không khí nặng nề, ảnh hưởng tâm lý con cháu. Và nữ mệnh thì lại có phần cố chấp hơn, nhiều trường hợp còn là bên gây hấn với nửa kia vì sự cực đoan và áp đặt của mình. Cần phải học cách mềm mỏng, bình tĩnh hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Và nếu không có cách xử lý thỏa đáng thì rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chia ly, tan vỡ. Khi có bất cứ một mâu thuẫn nào dù lớn hay nhỏ thì điều đầu tiên là hãy bao dung. Vợ chồng cần phải thường xuyên bình tĩnh và ngồi lại trò chuyện, trao đổi, tâm sự cùng nhau tháo gỡ. Cũng có thể tổ chức những dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần, tháng Đinh Mùi năm nhâm dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Tháng Mùi, lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Quý Mão trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 6 năm 2022, tức ngày 7 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Dậu, có nạp âm Thạch Nhuộm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 6 năm 2022, tức ngày 19 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Dậu, có nạp âm Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Mão trong tháng 6 âm lịch năm nhâm dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Tuất, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 6 năm 2022, tức ngày 20 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt thì cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình, và chúng ta đã biết được là trong tháng 6 âm lịch này chúng ta sẽ cần phải làm những gì để có thể có một tháng may mắn. Còn bây giờ thì rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua cũng như là coi hết chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau trên kênh.